Tại Mỹ, lượng người xem World Cup qua Internet tăng kỷ lục. Không vay mượn thêm là mục tiêu của Đức trong năm 2015. Chứng khoán thế giới diễn biến thất thường. Phiên rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin C Thế Giới ngày hôm nay mùng 3 tháng 7. Kính thưa quý vị, theo thống kê mới nhất thì giá vàng trong tháng 6 lại tiếp tục tăng cao, đi ngược lại với những dự đoán trước đó rằng giá vàng sẽ giảm. Nguyên nhân của việc này có thể đến từ nhiều lý do. Giá vàng trong tháng 6 đã tăng hơn 6%, tăng hơn 3% trong quý 2 và tính chung từ đầu năm đến nay đã tăng hơn 10%. Nguyên nhân là do bạo động leo thang tại Iraq và căng thẳng giữa Nga và Ukraine đã làm tăng nhu cầu tài sản phòng hộ, đồng thời Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép tuyên bố sẽ duy trì lãi suất thấp. Bên cạnh đó, dòng tiền chảy vào các quỹ giao dịch vàng thế giới cũng góp phần làm tăng giá. Giá giao dịch vàng luôn ở mức cao trong suốt 3 tháng qua. Các nhà đầu tư cho biết, thị trường châu Á vốn là thị trường vàng sôi động nhất, giờ đây cũng trở nên ảm đạm bởi giá vàng tăng. Công ty Billy Sinvall đang nắm giữ 1,4 tỷ đô la vàng nén cho biết, chỉ số mua vào hàng tháng của công ty này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2010. Theo Hiệp hội Kinh doanh Trang sức và Đá quý Ấn Độ, Ấn Độ là nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Trung Quốc, nhưng lượng vàng nhập khẩu vào nước này đã giảm 77% trong 6 tháng đầu năm, chỉ còn 150 tấn, giảm mạnh so với 650 tấn vào năm ngoái. Từ năm 2002 đến 2012, giá vàng đã tăng tới 400%. Kính thưa quý vị chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ Fed bà Janet Yellen cho biết, chính sách kinh tế của Mỹ là ưu tiên chương trình của mình và cố gắng không để xảy ra những hậu quả không mong muốn cho các nước khác. Cuộc gặp giữa bà Yellen và Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF bà Christine Lagarde đã đề cập đến chủ đề là chính sách tiền tệ có thể ảnh hưởng thế nào đối với việc ổn định tài chính. Tôi không cho rằng chính sách tiền tệ có thể là giải pháp toàn diện, bởi vì chúng ta đều thấy rằng những công cụ vĩ mô luôn có những hạn chế của nó. Có những thời điểm chính sách tiền tệ cần phải được điều chỉnh để đối phó với những cơn gió ngược, đó là vai trò của quản lý. Bà Lagarde đã hỏi về tác động của chính sách kinh tế Mỹ đối với các nước khác. Bà Yellen cho biết chính sách của Mỹ là ưu tiên chương trình của riêng mình, nhưng cố gắng tránh những hậu quả không mong muốn xảy ra cho những nước khác. Tôi thường tuyên bố rằng sẽ cố gắng để cho chính sách tiền tệ của mình mang tính chất đối thoại và thực hiện nó một cách dễ hiểu đối với thị trường tài chính toàn cầu, nhằm tránh những bất ngờ có thể khiến cho tăng lãi suất và gây nên biến động nguồn vốn. Nhưng tôi nghĩ ở một mức độ nào đó, những điều này là khó tránh khỏi trong điều kiện thị trường vốn ở quy mô toàn cầu như hiện nay. Thị trường chứng khoán và trái phiếu Mỹ đã tăng điểm nhờ vào chính sách tiền tệ thuận lợi của Fed, với các chỉ số chính đều tăng điểm kỷ lục, nhưng bà Yellen cũng đã bác bỏ nguy cơ bong bóng xảy ra. Tôi thấy không cần thiết phải thay đổi chính sách tiền tệ ra khỏi những mục tiêu ban đầu là đạt được sự ổn định về giá cả hay tạo ra tối đa công ăn việc làm. Vào tháng trước, IMF đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của Mỹ và cho rằng nền kinh tế này sẽ không thể đạt được mục tiêu việc làm cho tới năm 2017, cho phép tỷ lệ suất ở mức 0% lâu hơn thị trường tài chính kỳ vọng. Kính thưa quý vị, hầu hết các trận đấu tại World Cup 2014 đều diễn ra vào giờ làm việc của người Mỹ. Đây là sự kiện thể thao thu hút nhiều người xem nhất tại Mỹ vào mùa hè này. Nhiều người lựa chọn phương thức xem trực tuyến trên Internet vì tính tiện dụng của nó. Lượng người truy cập Internet để xem trực tuyến các trận đấu World Cup năm 2014 đã tăng kỷ lục. Theo ESPN, có đến hơn 30 triệu người truy cập chỉ trong vài giờ diễn ra trận đấu con số này vượt xa với 20,4 triệu người xem tại Olympic mùa hè năm 2012 và 10,8 triệu người xem tại kỳ Olympic mùa đông diễn ra vào năm ngoái. Trận đấu giữa tuyển Mỹ và Đức ở vòng bảng đã thu hút rất nhiều người xem, khiến cho đường truyền tắt nghẽn vì quá đông lượng truy cập với 1,7 triệu người xem toàn bộ trận đấu. Theo Nielsen công bố, trận đấu vòng bảng giữa tuyển Mỹ và Bồ Đào Nha cũng thu hút gần 1,1 triệu người theo dõi. Con số này chiếm 10% tổng số người xem truyền hình trực tuyến. Trận đấu giữa tuyển Mỹ và Bỉ diễn ra vào hôm thứ Ba đã thu hút 1,5 triệu lượt xem. Tuy trận đấu này đội tuyển Mỹ đã dừng chân trước tuyển Bỉ, nhưng không vì thế mà lượng truy cập sụt giảm. Rõ ràng World Cup là sự kiện thể thao thu hút nhiều người xem nhất tại Mỹ thời điểm này. ESPN thống kê có đến 1,8 tỷ người xem trực tuyến mỗi phút và 29,8 triệu người xem trực tuyến mỗi giờ. Cũng liên quan đến World Cup thưa quý vị, từ đầu mùa giải đến nay thì World Cup 2014 đã phá kỷ lục rất nhiều hạng mục với tổng mức tiền thưởng lên tới gần 360 triệu đô la. Đây là một trong những kỳ World Cup thưởng cao nhất mọi thời đại có thể coi như vậy và mức thưởng này đã kéo theo nhiều vụ mâu thuẫn giữa FIFA, các đội tuyển và cầu thủ. Thắng Mỹ trong vòng 1-16 vừa rồi, đội tuyển Mỹ nhận được số tiền thưởng 14 triệu đô la, còn đội tuyển giành cúp vô địch sẽ nhận được 35 triệu đô la. Tổng số tiền thưởng cho World Cup 2014 nhiều gấp 10 lần con số này. Đây là một con số có thể khiến bất kỳ ai kinh ngạc. Gần 360 triệu đô la là số tiền thưởng mà FIFA đưa ra, nhưng phân phối cho các đội tuyển như thế nào thì tùy thuộc vào từng nước. Phía Đức cho biết mỗi cầu thủ của cổ xe tăng Đức sẽ nhận được 300.000 euro nếu họ giành được cúp vô địch. Còn các đội tuyển khác có cam kết như Đức hay không thì chưa chắc. Trước trận đá với Pháp trong vòng loại trực tiếp, các cầu thủ tuyển Nigeria đã bày tỏ lo ngại về khoản tiền thưởng của mỗi người. Tương tự, các cầu thủ tuyển Cameroon cũng đã từ chối lên máy bay về nước nếu không nhận được tiền thưởng. Mới đây, tuyển Ghana đã yêu cầu FIFA thanh toán sớm khoan tiền thưởng 8 triệu đô la sau khi Ghana chấp nhận chi trước 3 triệu đô la cho các cầu thủ đang có mặt tại Brazil. Trong những mùa giải sau, chúng tôi sẽ yêu cầu các đội tuyển làm cam kết với cầu thủ và với FIFA trước để chắc chắn rằng những chuyện như thế này sẽ không xảy ra. Một số ý kiến khác cho rằng những vụ lùm xùm gần đây không hoàn toàn là vì chuyện tài chính điển hình là chuyện các cầu thủ Hy Lạp đề nghị trả lại tiền thưởng, dù họ là những cầu thủ được trả lương ít nhất trong số các nước châu Âu. Đổi lại, họ muốn có được một chương trình huấn luyện hiệu quả hơn. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, mùng 2 tháng 7, thì Bộ trưởng Bộ Y tế các quốc gia Tây Phi đã nhóm họp tại Ghana nhằm thảo luận tìm hướng đối phó với vấn đề bộc phát dịch Ebola nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Trước đó, Hội Chữ Thập Đỏ Guinea cho biết, họ đã buộc phải tạm ngưng một số hoạt động ở phía đông nam của đất nước vì nhân viên của họ bị nhóm người có vũ khí tấn công. Nhân viên y tế của tổ chức này đã bị nghi ngờ là đã mang mầm bệnh Ebola vào Guinea. Những nghi ngờ này đã khiến cho Hội Chữ Thập Đỏ Guinea gặp khó khăn trong việc cách ly các bệnh nhân nhiễm Ebola với cộng đồng. Dịch Ebola đã làm 467 người thiệt mạng tại các nước Guinea, Sierra Leone và Liberia. Ebola là bệnh nguy hiểm nhất thế giới hiện nay với tỷ lệ tử vong cao. Ebola rất dễ lây lan. Nó được truyền qua khi tiếp xúc với máu và dịch tiết của người hoặc động vật có mầm bệnh. Bên lực cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế các nước lo ngại khi đề cập đến tình hình dịch bệnh trong nước. Người dân đang hoảng loạn và sợ hãi căn bệnh này, họ từ chối tiếp xúc với chúng tôi, họ không tin tưởng và làm những điều ngược lại để chống đối chúng tôi. Khi mà có người mắc Ebola và tử vong, họ lén chôn những người chết tại bất cứ nơi đâu. Điều này làm cho chúng tôi thêm khó khăn trong việc cách ly với dịch bệnh. Guinea là nước bị ảnh hưởng nặng nhất với 303 ca tử vong vì Ebola. Số tử vong ở Syria, Lewan và Liberia thấp hơn, nhưng cả hai nước này đã báo cáo một sự tăng mạnh trong tháng vừa qua của các ca lây nhiễm và các ca tử vong. Chúng tôi đang đối mặt với thách thức lớn trước dịch bệnh Ebola, nhiều vấn đề như sự thiếu hiểu biết của người dân, nạn mù chữ, truyền thống văn hóa, thậm chí là một số yếu tố chính trị là nguyên nhân khiến cho chúng tôi không thể ngăn chặn được dịch bệnh. Sierra Leone là một trong những nước có hệ thống chăm sóc y tế yếu kém nhất trên thế giới. Ông Fofana mong muốn chính phủ cung cấp thêm chi phí để mua thuốc và trả lương cho nhân viên y tế. Các nước trên thế giới nên cùng sớm hợp tác, sớm có hành động để đối phó hiệu quả với căn bệnh nguy hiểm này trước khi quá muộn. Đây là dịch bệnh nguy hiểm có nguy cơ lan rộng và bùng phát trên toàn thế giới. Dịch bệnh Ebola diễn ra tại các quốc gia có nền kinh tế yếu kém nhất thế giới với hệ thống y tế nghèo nàn lạc hậu, nguyên nhân là do chế độ chính trị phức tạp, chiến tranh thường xuyên xảy ra nạn mù chữ, kém ý thức của người dân đã khiến cho nước này đang đau đầu trước việc ngăn cản dịch bệnh. Tổ chức WHO cho biết có ba yếu tố cơ bản đã góp phần lây lan dịch bệnh: một là chôn cất các nạn nhân theo thông lệ văn hóa; hai là dân số dày đặc xung quanh các thành phố thủ đô của Guinea và Liberia; và cuối cùng là các hoạt động xã hội và thương mại tại biên giới của những nước này. Chúng tôi mong muốn nhận được viện trợ từ những nước phát triển cũng như các tổ chức trên toàn thế giới để chúng tôi có thể mua thuốc trị bệnh và đồ bảo hộ cho các nhân viên y tế. Ghana cùng với các quốc gia Tây Phi khác đã thực hiện những biện pháp phòng ngừa, ngay cả khi không có trường hợp được ghi nhận mắc bệnh tại đất nước này. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã yêu cầu các quốc gia trong khu vực chuẩn bị cho một đại dịch sắp sửa lan sang đất nước của họ. WHO đang kêu gọi một sự ứng phó mạnh mẽ để ngăn chặn bộc phát dịch bệnh, đặc biệt là tại khu vực mà Guinea, Sierra Leone và Liberia có chung đường biên giới. Và đến đây thì phần 1 bản tin FBNC Thế Giới cũng xin được khép lại. Phi Yến xin mời quý vị nghỉ ngơi trong giây lát trước khi quay trở lại với phần 2 với các nội dung nổi bật sau đây. Chợ Trung Quốc thương người vì đâu? Không vay mượn thêm là mục tiêu của Đức trong năm 2015.